Chào tất cả mọi người ha. Thì hôm nay em sẽ test cái mẫu mạch này, mạch Shiver hai kênh chuyên biệt chạy CLTK 52203 ha. Đây, cái mẫu này thì kích thước 10 nhân cho 23. Hôm trước em đã giới thiệu, có một cái video em giới thiệu cái mạch này riêng rồi. Thì hôm nay em sẽ test cái mẫu mạch này trên cây lo bát 20 đôi ha. Đây, 20 đôi này. Lo này thì lo 4 ôm nha các. Đây ha. Bởi vì cái này là mạch lo kéo thì lo này là lo 4 ôm. Còn cách lắp mạch thì như thế này, thì em chỉ cần lắp một bát một chép như thế này ha. Bát chép thì đấu nối song song với nhau, chép thì qua tụ và trở như thế này, mình không cần phân tầng gì hết nha các anh. Đây, một kênh lo, một kênh này đó, em lắp trực tiếp qua như thế này luôn ha. Kênh còn lại này, đây giống vậy thôi đó. Cách lắp thì như thế này ha, rất là đơn giản. Nếu như anh nào mà mua nguyên combo bên em thì em sẽ kèm đầy đủ hết cho mình nha. Về các anh chỉ cần lắp vô là được thôi. Đó. Này ha. Bình thì em sẽ cấp mạch. Em sẽ cấp cho bình là 12V 14Ah để mình test cây bình cho nó mạnh ha. Đây. Em đã bật on xong rồi đây. Đó. Bát 20, 2 bát 20. Đây. Shiver này. Bây giờ em sẽ test cái tiếng Shiver cho mình nghe nha. Và em sẽ tắt echo này. Đây echo em tắt này. Rồi cô em tắt này nè. Mid volt thì đẩy lên cao nhất đi. Này ha. Tắt tiếng thôi. Mid volt em vừa thôi. 50 nè. Ơ cô làm tắt nè. Shiver lại đẩy cao nhất để mình nghe tiếng Shiver ha. Alo. 1 2 3 4. Alo. 1 2 3 4. Rồi, tiếp theo thì bây giờ em sẽ tăng mức echo dần lên này. Tăng echo dần lên này. Em đến mức 9 giờ nha. Đây ha. Thì nó sẽ có hiệu ứng echo tí xíu ha. Alo. 1 2 3 4. Đó, nó có cái tiếng echo chút xíu này. Bây giờ em tăng cao như cao hết mức có thể này để cho mình nghe cái tiếng echo nó ha. Cái đây là echo và reverb, là mình hai nút này nó tách đôi ra, cho nên là mình muốn hiệu chỉnh như thế nào tùy theo cái sở thích của mình thì mình được hiệu chỉnh luôn ha. Đó, echo tăng mát này. Alo 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 alo. 1 1 1 1 1 1 2 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
mình tắt luôn tiếng silver nha, tắt luôn tiếng silver này đây, để mình nghe tiếng cô thôi thôi ha. Alo 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 alo, 1 1 1 1, 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3. Rồi, cái phần mà tiếng silver và tiếng echo thì em xin kết thúc tại đây ha. Đó, mình muốn tăng echo cũng được, giảm echo cũng được, hay là tăng silver, giảm silver đều tùy, đều được hết ha. Nói chung là do cái nhu cầu và cái sở thích của mình thôi. Mình muốn tăng cái mức nào thì đấy là do nhu cầu và sở thích của mình. Rồi bây giờ em sẽ test cái phần nhạc để mình nghe cái tiếng bát, tiếng chép của mạch ha. Đầu tiên thì em sẽ test tiếng bát trước nha. Up, 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 up
ra ha, thì em phần test phần tiếng bass như thế này tí xíu thôi. Mình nói chung là tiếng bass nó sẽ rất là chắc cho mình. Cái phần này thì các anh yên tâm luôn ha. Bây giờ em sẽ test phần nhạc có lời này để mình nghe được tiếng cả bass và chép nha. Nói anh nghe đi, đến một cuộc tình thật sao? Cứ sau năm hứa sẽ ở bên nhau bạn đầu. Cứ sau em người bạn quay đi chẳng gói hoài. Bỏ rơi anh ở trong giấc mơ qua tận nhớ. Hồi lúc đã trên băng coi lòng anh giá buồn. Chỉ biết không bước lên hòn trời cao. Ngày em sao thương cùng với ai trên bề. Là khoảng khắc khi đây vỡ buồn. Đời mãi không ngoài đâu còn duyên thấy nhau. Anh sẽ chúc nhau được bình yên. Dù sao cũng đã có những năm tháng đắm say. Chỉ tiếc chúng ta không khắc bay. Nói anh nghe đi, có lẽ bên nhau là sai. Có đâu đã nhiều chẳng gì đã tìm được chân đáy. Nếu như cuộc đời này giống như một bước qua, anh ước rằng anh có thể xóa bóng hình em. Nói anh nghe đi, đến lúc kết thúc thật sao? Rồi ha. Nói chung em cũng quay một đoạn tí xíu này như thế này thôi. Bởi vì cái này là em quay em test trực tiếp và thu âm trên điện thoại ha, cho nên chất lượng âm thanh nó sẽ giảm rất là đáng kể. Thì nếu như các anh mà có nhu cầu mà tới trực tiếp bên em để mình thử mạch á, thì cứ liên hệ trực tiếp với em ha. Rồi em xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn các anh đã quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp lại các anh trong các video tiếp theo.